lường gạt Mạnh Thường Quân. Chị hỏi em là sao lường gạt được không? Đây. Wow. Ê cưng ơi, chị khá tại vì điện thoại nó hơi mệt. Cưng ha, biết cười tươi quá ha chị ha. Ở trắng luôn. Ở trắng luôn, cười tươi tét. Còn tấm nào không chị? Nè, tấm này ôm kiểu này nữa. Giống như đang được lắm phần khen luôn đó chị. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay em có dịp ghé qua quán Triệu Tựa để ăn vài món như là gỏi cuốn và bò bía đó cả nhà. Rất là ngon luôn cả nhà. Ở đây thì nó trước cổng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đường An Dương Vương đấy cả nhà. Quận 5 đúng không chị? Đúng rồi, quận 5 em vừa có quận 5. Lâu rồi không gặp chị Tưởng. Lâu rồi. Sao rồi chị? Dạo này chị bán với bé Thơm sao rồi bé Thơm? Em nghe nói là bé Thơm sắp đi học rồi đúng không chị? Mẹ đóng tiền ngày hôm qua em, xin ngày hôm kia, xin được ngày hôm kia, đóng tiền ngày hôm qua, nói tóm tắt là vậy đi. Đóng tiền ngày hôm qua là hồi sáng này chị hỏi mẹ bé, tại vì nhóc con nó nói, sáng qua chị hỏi nó nói là thứ hai đi học, nhưng mà không phải là thứ hai đi học nha. Chị hỏi lại mẹ nó đó, chính xác hơn là mẹ nó nói như vậy nè, đợi nhà trường sắp xếp lớp cho vô. Là chưa có biết ngày nào, chưa chính xác được ngày đi học luôn hả chị? Chưa biết ngày nào luôn á. Hồi sáng chị hỏi chứ rõ ràng phải trước đó là mà nó lo cho bé nhí đi học mọi thứ xong xuôi hết rồi chị có việc mới xin ngày hôm kia. Chị hỏi em mới xin ngày hôm kia, ngày hôm qua đóng tiền ta, sao lại phải đợi ta sắp xếp lớp chứ? Em biết rồi, ý là em trước đó em có tưởng là mọi người đã sắp xếp hết trường học các chị cũng nghĩ như vậy đó em. Cho nên cái ngày mà khai giảng á, mọi người đi, mấy nhóm con đều đi học á, thì chị ra thì chị thấy phán nữa rồi chị mới ủ gọt xong rồi chị mới hỏi, thì nói là chưa biết gì hết trơn á. Rồi giờ nói cái này thì nó lòi ra cái kia nữa, mà 2 giờ kể nữa cái họ nói chị xàm mà không nói á, không đầu không đuôi thì em không biết cái gì. Thì thôi ai nói xàm mày nói chứ biết làm sao giờ. Bữa đó nó chị đi bán về, chị mới nằm xuống chị ngủ, chị có một cú điện thoại họ điện cho chị, nói chung họ nói chị cũng hơi nặng lời, chị cũng bức xúc. Nói sao chị? Họ chửi chị, họ nói chị á là đem thằng nhóc này ra, bắt thằng nhóc này bán để lường gạt Mạnh Thường Quân. Chị hỏi em là sao lường gạt được không? Vụ việc gì lâu mà lại lâu chị ra nói là chị lừa gạt Mạnh Thường Quân? Ai mà biết, lưỡi không xương mà đều lắc léo, mẹ không dành nấu méo tưới tung. Gọi họ trực tiếp cho chị chửi luôn à? Luôn á. Thì chị mới nói như vậy nè, chuyện này không phải chuyện của anh mà cũng không phải chuyện của em. Nếu mà thật sự anh cho tiền bé đi học á, mà mẹ bé cứ không cho bé đi học, hôm nay tới ngày đi học rồi, chính tôi còn bức xúc nữa, đừng nói tới anh. Nhưng mà công việc này công việc nhà của người ta, mình không có biết. Ở trong chăn với chăn có rận không? Thì thôi vậy rồi chị mới nói với anh vậy rồi chị mới đi về nhà. Rồi chị mới nằm xuống, chị không yên nữa. Chị mới điện thoại cho mẹ mới nhí, chị hỏi đầu đuôi câu chuyện sao. Tới nay mà sao cháu chưa được đi học? Mấy đứa nộp hồ sơ ở đâu? Nó là Châu Đại Dương nộp. Họ đâu á, xin mà nộp liền hồi bữa đó rồi, tới nay rồi chị. Chị mới nói bây giờ em điện thoại hỏi Châu Đại Dương coi, nhiều khi á gửi người ta rồi người ta quên, rồi nó bỏ lạc hồ sơ lại, rồi lần quần là bé không đi học được bây giờ đó. Thì mẹ nó cũng nghe lời, rồi điện cho Châu Đại Dương, rồi điện cho cái cô đó, thì cô đó là chưa có xin. Rồi xong rồi cổ mới đi xin liền. Như vậy đó, bà nói xin liền. Nước tới chân mới nhảy luôn đó chị. Chiều 3 giờ, 2-3 giờ đó bà lại, bà báo là nhóc nhỏ đã được nhà trường đã nhận rồi. Và coi như là đã biết học vào cái trường nào và học lại lớp 3 từ đầu với mọi người. Nhưng mà anh này lớn tuổi, ta đợi ta sắp xếp lớp cho nó vô. Học trường gần đây không chị? Trường gần đó. Gần trường. Nói vậy đó. Rồi, vậy là xin ngày hôm kia. Vậy là mới khi, xin ngày hôm kia. Vậy là khi nào bé có thể đi học được? Tự đi học được. Xin ngày hôm kia là ngày hôm qua đóng tiền, ngày hôm qua đó đóng tiền. Dạ. Thì nó cũng điện cho chị. Dạ. Nó điện cho chị là nó em đang đóng tiền cho bé chị. Ok, vậy thôi. Cái bữa mà chị quậy đùng á, chị nhà chị quậy dữ lắm á, chị la là không xong mình à. Mày lo cái gì sao chứ, để người ta chửi chị, người ta nói chị cứ bắt nhỏ nó bán hoài à. Ý là không cho nó đi học mà trong khi đó mọi người đều đi nhập trường hết rồi, mà trong khi đó bé bánh ngô là bé bán đúng không chị? Thì đúng rồi. Nhưng mà nói tới nói lui thì cũng cảm ơn cái anh đó, mày anh chửi trước mấy ngày. Nếu mà không có cú điện thoại là chắc nhỏ chị sợ chắc là bỏ cuộc luôn á chị. Về là tình hình mấy bữa nay mà bé nhí bánh thơm á,
ý là sao rồi, có ý là các bạn thấy sớm không hay là vẫn ngồi bán được? Cũng bữa nào trễ nhất á thì 9:30. 9:30 mới ra hết rồi. 9:30 mà bán có 50 trái thôi, coi như bán rai 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 thôi, tại vì không có like, không có like lên, không có mời ai ủng hộ. Ý là tự lực cánh sinh để bán đúng không? Sinh. Thì bắt đầu cái bữa mà chị nói đó là tự lực cánh sinh. Và là ngoài bữa nữa là bé cũng đi học rồi là sẽ nghỉ bán luôn đúng không chị? Nghỉ bán luôn em, chị nói cho bán. Dạ. Hôm qua hồi sáng này chị định chị ra là chị hụ một ngày nữa thôi. Dạ. Là chị có lúc chị không ra hụ nữa. Dạ. Rồi xong rồi là mẹ bé mới nói còn mấy ngày nữa thôi chị hụ bé giùm em ra nữa. Thì thôi bé đi học thì chắc nghỉ chị. Thì chị mới hỏi chừng nào đi học. Mẹ bé nói là nó lớn tuổi đợi sắp xếp vô cái lớp đó, chưa biết. Chị mới nói cũng mong là bé lình sớm để đi học. Chị mới nói lình xình, chị mới nói mẹ nó lình xình vậy đó. Hên đó là chị bị cái người ta khiển trách á, chị bức xúc quá, chị hối thúc á, chứ thôi lần quần là quần là bỏ. Không được đi học luôn đúng không chị? Được luôn á em, mới xin ngày hôm kia thôi, hôm qua đóng tiền đó em. Nói như vậy đó. Tội quá ha. Ừ, rồi xong cái là thứ hai này là anh nghỉ đó. Chị nói thôi thứ hai này bán nó thứ bảy chủ nhật rồi nghỉ đi. Cho cháu đi ở nhà coi như là bắt nó học tập dở mấy cái bài tập rồi đó coi lại. Cái gặp là ngày bữa hôm kia là cái cô đó cổ lợi cổ bao tập dở cho cổ xin lại gọi lại cái báo là bé đã được nhà trường nhận rồi đó. Vui quá hả chị à. Cổ báo cổ bao tập dở rồi cho trả luôn á. Cái gì đó đi chụp hình rồi, đi chụp hình rồi các kiểu nè, bắn mấy cho chị coi nè. Chị coi giờ chị không biết nó ở đâu. Chị hả? Đây. Wow. Thấy cưng không? Thì khá lắm. Tại vì điện thoại nó hơi mờ. Cưng ha. Bé cười tươi quá ha chị ha. Ở trắng luôn. Mà trắng cười tươi tươi. Còn tấm này không chị? Nè, tấm này ôm kiểu này nữa. Giống như đang được lắm phần khen luôn đó chị. Mừng em, nó mừng lắm. Khoái đi học chứ con nít ai mà chẳng khoái đi học để chơi với bạn bè. Nó mừng lắm em, nó tội nghiệp lắm, nó thích đi học lắm. Mà mọi người không có hiểu, cứ nói là mình bắt nó đi bán. Nó không đi bán, ngộ cha chị kêu nó không đi cũng không được nữa. Phải không? Okay, vài bữa nữa là bé cũng đi học, cũng mừng cho bé và cũng mong là bé học giỏi để không phụ lòng mọi người đã một thời gian dài để giúp gia đình bé Nhi rất là nhiều luôn.